Đài ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết vào sáng sớm hôm 19 tháng 4 theo giờ địa phương, Israel đã phóng tên lửa nhằm tấn công trả đũa Iran. Theo đó, một quan chức Mỹ xác nhận với ABC News rằng tên lửa Israel đã bắn trúng một địa điểm ở Iran. Quan chức này không thể xác nhận Israel có tấn công các địa điểm ở Syria và Iraq hay không. Thông tấn xã Fars của Iran cho biết có tiếng nổ ở sân bay Isfahan ở miền trung nước này nhưng chưa rõ nguyên nhân và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Một số địa điểm hạt nhân của Iran nằm ở tỉnh Isfahan, trong đó có Natanz, trung tâm của chương trình làm giàu uranium của Iran. CNN đưa tin một số chuyến bay đã phải chuyển hướng qua không phận Iran. Các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy các chuyến bay đã đổi hướng bay tránh xa Iran. Ít nhất một chuyến bay từ Dubai đến Tehran đã phải quay lại Dubai sau khi đã vào không phận Iran. Các vụ phóng tên lửa diễn ra sau cuộc tấn công của Iran vào ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương. Trong đó, Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái UAV và tên lửa tới các mục tiêu trên khắp Israel. Giới chức Israel cho hay hầu hết tên lửa và UAV của Iran đã bị nước này và các đồng minh, trong đó có Mỹ, bắn hạ. Mỹ khẳng định sẽ không tham gia vào hoạt động trả đũa của Israel nhắm vào Iran. Cuộc tấn công của Iran diễn ra hơn 6 tháng sau khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở dải Gaza nhằm trả đũa cho cuộc đột kích của lực lượng Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nội các chiến tranh của nước này đã gặp nhau nhiều lần kể từ cuộc tấn công của Iran. Và như ABC News đưa tin trước đó, ít nhất hai cuộc tấn công dự định trước đó đã bị hủy bỏ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.